Xin chào, good morning. Hôm nay là ngày cuối của khóa này cho nhóc rồi. Mình vừa thả nó xuống. Nó đang vào thi cái gọi là finals, là cái ngày thi cử cuối đó. Giờ mình chạy ra chợ đây một chút xíu. Tại vì hôm nay là cơ hội cuối của mình ghé ơi xuống túc cái trường này. Khóa sau nó học ban đêm rồi, cho nên mình không có lang bang ban ngày như bây giờ được. Rồi sau khóa sau thì nó sẽ transfer, nghĩa là nó lên trường university, nó ở, nó học. Dạ, mình muốn kiếm cái mình có trái khóm, trái thơm á. Mình nấu canh chua, cái bộ không biết nấu đâu. Bây giờ mình tính chơi cái màn là nhớ rồi đó. Có cái cá kho, cá ngừ kho, kho mà bỏ cái khóm vô cái ăn cũng được lắm. Mình tính kiếm coi cái ở đây có cái cá hộp á. Mình về mình kho thử coi nó ra sao. Nửa trái mình ăn tươi, còn nửa trái mình kho cá coi nó ngon không. Dạ, hôm nay ngày cuối của khóa này rồi. Sau hôm nay là nó sẽ nghỉ lễ Noel và lễ New Year, gọi là Winter Break. Sau đó thì khóa tới là gọi là Winter đó, thì sẽ có thêm 2 tháng rưỡi nữa là nó sẽ transfer lên University. Chớp nhoáng mình nhớ hôm nào chở nó lên đây mình ngán ngẩm xa lắm, từ nhà lên đây cả tiếng, gần cả tiếng đồng hồ. Ai ngờ thì cũng chớp nhoáng cũng xong. Hôm nay chắc đi vòng vòng trường tưởng nhớ lại chút đỉnh. Chắc không còn cơ hội đi vòng vòng trường này nữa đâu. Khi mà mình ra trường của cái trường này đó, mình lên university mình học á, là tới khoảng chứ gần 20 năm mình không có trở lại cái trường này luôn á. Trên 20 năm luôn á. Rồi sau đó thì có mấy lần đi xuống đây dự hội lễ này nọ đâu, thì có ghé trường vậy thôi chứ. Có lần mình trở lại mình học lớp, học lớp vẽ mechanical đó, học cổ túc kỹ sư mình á. Rồi khóa vừa rồi thì chở con đi học. Bữa nay quay xong này cũng xong. Vào chợ chút nha. Dạ, đây là cái chợ Whole Foods của mình. Nó sang xe có vài tiệm mà, nhưng mà dưới khu mình ở không có. Cho nên cơ hội cuối mình đi vào chợ để tìm mấy cái món mình thích mua. Whole Foods. Không thấy cái loại cá đó, mình nhớ như chắc mình ở tiệm Á Đông á, chứ còn chợ Mỹ mấy cái hộp cá nhỏ, cá loại khác chứ không phải cái loại cá gọi là mackerel. Cái loại đó thì mình kho ngon. Bữa nay quay kiếm được thì thôi, chắc ăn trái khóm, ăn không trái rồi cho nó hư. Bây giờ đi trở lại vào trường, đi vòng vòng vào thư viện trước, edit video xong rồi cái mình upload nó rồi đi bộ vòng vòng. Mà cái chân mỏi quá, không biết đi bộ nổi không. Cái chân hôm qua muốn chịu không nổi luôn, muốn sụm bà chè luôn, chắc muốn nghỉ ngơi. Mà tại mình đang cố gắng phá kỷ lục hàng ngày tập thể dục á. Đi chỗ đậu xe vắng tanh.
hôm nay là ngày cuối học cho nên cuối khóa chứ quên, cho nên có thể là thư viện đóng cửa cho nên mình cũng không biết nữa, hên xui mai rủi lủi thủi mà đi thế chứ không vào thư viện được thì xuống dưới cafeteria ngồi cafeteria còn mới qua Mỹ cafeteria nha, gặp bên đó nha. Đây là trường học yêu quý của mình hồi mới qua Mỹ, vào đây học tiếng Anh cả năm trời, xong rồi học toán hóa lý thuyết đại số gì lung tung beng hết. Dạ, coi như là trường trung học của mình là trường này và trường university là trường đại học bắn tanh như cái trường Bà Đanh, trường học yêu quý của mình, De Anza College. Mình học cũng 2-3 năm trời, cả năm, một năm học tiếng Anh, sau đó mới lấy được mấy cái lớp. Mình mới qua Mỹ, mình mất hết bao nhiêu năm học, bỏ học từ lớp 7, qua Mỹ là mình 17 bước sang 18 rồi. Anyway, thư viện này không biết có mở không. Ôi trời, hôm nay lạnh nhất hôm nay đó nha, nhiệt độ nó xuống còn có 36 độ, 32 độ là nó đông lạnh luôn á. Nhìn trên lên đỉnh núi có tuyết rơi, tại vì hôm trước mưa đó thì trên đỉnh núi nó lạnh, nó thành tuyết. Ôi, cái tay mình buốt, thôi để bỏ tay vào túi. Thư viện nó chưa mở mà không biết nó có mở không, đến 9 giờ mới chính thức mở cửa. Thôi mình vào trong cà phê tới đi à. Quán phở này mình định ăn nhưng mà giờ đóng cửa rồi. Chậm cái chỗ này hồi xưa mình là học sinh, mình ở đây nhiều lắm. Trên đây là thức ăn, xong rồi đi xuống dưới đây là chỗ học sinh lang bang ngồi ghế. Bây giờ thì có những cái chỗ này để mình hút cấp internet để mình thử trong cái quốc không. Chỗ này là Student Council. Mình edit video xong rồi nhưng mà cái wifi chậm quá. Mình vô thư viện dùng cái computer trong đó nó rất là nhanh, chỉ cần upload có khoảng phút mà. Trời nắng lên đây. Mình upload xong chắc vào trong cái computer lab đó mình chào bằng cái anh bạn Việt Nam làm trong đó chút xíu rồi đi bộ. Cuối cùng vòng vòng của trường chắc không còn trở lại đây nữa đâu. Xong upload lên nó nhanh kinh hồn luôn, dưới một phút xong rồi mà cái YouTube mà nó process nó còn khoảng 15 phút luôn á, nó hơi lâu cho nên mình chưa cái release được công nhận cái line ở trong computer nó nhanh thiệt. Ở nhà mà có internet vậy á, coi phim coi gì rồi đã. Ở nhà mà phim nhiều khi coi phim á, thì nó ngưng lại nó. Anyway, xong rồi mình cũng đi bộ một vòng trong trường, say goodbye. Khóa tới thì khoảng 6 tối mình chở nó đến đây rồi mình thả nó ở đây rồi mình đi ra thư viện của Cupertino. Vô đó ngồi 1 tiếng, 2 tiếng gì đó rồi chở lại rước nó đi về. Hy vọng tuần học chừng 2 ngày cũng khóa cuối cùng cũng xong. Lạnh quá các bạn, tay tê luôn. Mình nhớ exactly cái lớp này nè, cái lớp S11 này là cái lớp physics, lớp về vật lý.
ông thầy vật lý đó cũng khó lắm nha, mà mình học, học cố gắng học lắm mà vật lý nó khó dễ sợ luôn. Mình học tới 4 lớp vật lý lận, hoặc là cái gì đó A1, A2, A3, A4 gì đó. Thì lớp vật lý đầu thì nó dễ, mình lấy được điểm A. Thứ hai thì nó hơi khó, xuống B thành còn C với C luôn. Lên tới trừu tượng không hiểu nổi, mình chỉ đủ điểm để pass cái lớp đó. Rồi, nhiều cái lớp mình nhớ nhất là cái lớp đó. Còn đây có vài lớp mà mình nhớ là học về cái toán hay gì đó, quên mất, chemistry, hóa học. Còn đây là cái auditorium, là cái, không biết nó có nhìn, có cái ống kính nhìn lên trời không thì phải không, nhưng mà planetarium chứ quên, planetarium là về ống kính về thi vũ trụ rồi đó. Để mình đến mình đọc kỹ lại coi, có cái ông tên người Nhật Fujitsu. Còn cái building họ mới cắt lên, nó là về kìa, về manufacturing. Nó có ống kiến đó thôi, hình như vậy, không biết. Cái bây giờ nó có cái kỹ thuật mới là cái 3D printing nè. Hồi thời mình sắp nghỉ rồi thì là cái technology này nó ra, nó in ra cái mấy cái khối này. Lúc mình sắp nghỉ việc rồi thì cái technology này nó cũng mới có. Bây giờ cái nhiều cái printing machine nó cắt luôn cả nhà, nó print luôn cái nhà luôn. Và cái khu này là khu về manufacturing, về học về vẽ cái thiết kế. Giờ đi trong vòng. Nhìn lên cái planetarium này á, thường thường nếu như nó có cái ống nhòm á, thì nó có cái cửa nó mở ra để nhìn lên trời. Nhưng mà mình thấy chung quanh toàn là mấy cái cây nó che lại, chắc không phải đâu. Chỉ là mấy cái lớp học thôi. Bên trong nó không có, mình không có học về vũ trụ nên không có vào. Đây đi trong quanh nhìn coi. Nếu như nó có cái cửa window mà nó mở ra để nhìn lên. Nhưng mà ba cây này nó che lại hết làm sao mà, không phải đâu. Đi thử một vòng. Cái dorm này là cái dorm giả, nó đâu có cái cửa để mà nhìn. Không kiến nhìn đâu. Còn mình đang đi trên đồi thông. Đâu thấy cửa sổ đâu. Khu xuống xuống khu vận động, nói thì nói mà cũng lẹo lưỡi. Xuống khu vận động này nhìn chút xíu. Khóa tới họ lấy tiền đậu xe rồi, cho nên mình không có tới bữa, chở nó tới bữa tối rồi, mình không muốn trả $100 mình đậu. Cho nên bây giờ mình cứ đi vòng nhìn lại sân vận động dưới đây. Hồi xưa nó không có cháy chết, có hàng rào, bây giờ nó hàng rào chết đi. Để mình đi lên trên đây, nhìn xuống nó rõ hơn. Trong đây cái chỗ cất, một cái bãi đậu xe này đó, học sinh đông quá đến nỗi không có chỗ đậu nên phải cất lên tới 3 tầng. Bây giờ thì lại học online nhiều nên nó cũng không có nhiều xe đậu. Trên sân thượng đây có một chiếc xe đậu. Đây nhìn xuống sân vận động. Bên đây là cái sân bóng cana, chính giữa này là sân soccer là bóng đá, rồi cái bóng chày, sân tennis. Hồi đó là mình thích tennis lắm cho nên mình hay chơi xuống đây chơi tennis một mình, đánh vô tường hoặc là đánh tennis chứ hàng quảng. Nhìn lên núi thấy có tuyết kìa, tan hết rồi. Nhìn lên đỉnh núi có chút đỉnh tuyết. Trên dãy núi nó có mấy căn nhà lẫn lộn ở trong mấy cái lâu đài không ấy.
5-6 triệu ở nhà, nhưng mà mấy ở mình ở trên núi mình thấy không thích, mình thích ở gần biển hơn. Tối nay trúng số mua cái nhà ở biển nha. Nói ta trúng số mình chưa mua, cái số nhà hôm nay cũng 400 triệu. Xa nhìn ở ngoài thì thấy tuyết, nhưng mà nhìn trong camera thấy khó thấy quá. Trên tuốt trên đỉnh này có chút xíu nữa. Nó không có phủ nguyên cái núi như là ở trên Reno. Trên cái bãi đậu xe này trống lỏng, cho con nó học lái xe trên đây được. Nhưng mà bây giờ ngộ lắm, nó đây nó có security camera, mình để mình nhìn coi thế nào cũng thấy à. Nó thấy mình chạy vòng vòng là nó kêu cảnh sát campus police tới đuổi. Chắc chắn ở đây nó có cái camera, nhìn để mình coi coi. Đi xuống lầu. Cái nóc này thì là solar panel, là để lấy điện á. Nhìn kỹ coi có camera đâu không ta. Không thấy. Không thấy. Mấy vì tốn tiền quá nó không có đèn. Ở đây có nè, đó. Có mấy cái đèn đó, có mấy cục đèn đó. Thôi xuống lầu. À, khóa này là free, không có tốn tiền. Đi vào con đường này như một cái hầm á, cái kiểu kiến trúc này là kiểu Tây Ban Nha, The Anza, very iconic. Ôi mặt trăng, mới tuần rồi mặt trăng nó bay về. Phi thuyền nó bay về từ mặt trăng. Cái phi thuyền Artemis bay hồi tháng trước, nó bay lên tới mặt trăng, xong rồi đi vòng vòng mặt trăng, rồi nó đi thật xa ra nữa. Cái nó chụp vài tấm hình của trái đất, nhìn thấy nó sao đó. Mình thấy trái đất mình nó rất là nhỏ bé tí ti luôn. Mà từ đây lên đó đi cả mấy ngày trời mới tới. 8 ngày thì phải. Đi cả tuần mới tới đó. Xong rồi mới bay về lại hôm nọ. Mình thấy cũng vui. Tới năm tới nó sẽ bay thêm chuyến nữa. Mà chuyến nữa thì như là có người. Chuyến này bay không có người. Rồi chuyến thứ ba thì như là sẽ đáp xuống mặt trăng luôn. Let's go to Red Lobster then. What? Let's go to Red Lobster then. I don't like Red Lobsters. What the Bruh. You'll have a more recent memory of Vietnamese lobster, so you can compare mentally. No, we're not gonna eat lobster today. Got a lot of lobster. Up to you.